Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tới khoa học thành thạo AutoCAD 3D. Mình là Đinh Ngọc Chiến sẽ đồng hành với các bạn trong khoa học này. Thì đây là mình, ảnh này là mình chụp cái đây mấy năm, tuy nhiên là mấy năm gần đây mình không hay chụp ảnh và không có ảnh đẹp hơn, cho đó mình sẽ lấy cái ảnh này là ảnh giới thiệu mình. Thì trước hết mình xin giới thiệu một vài cái thông tin về bản thân. Mình tốt nghiệp đại học xây dựng năm 2010, chuyên ngành xây dựng kết cấu công trình biển. Và sau đó thì mình có làm việc tại công ty dịch vụ cơ khí hàng hải PTSCMC, vai trò là kỹ sư dự án và drafter. Sau đó thì mình có chuyển qua làm kỹ sư thiết kế của phòng thiết kế kết cấu công trình biển, liên doanh Việt-Nga Vietso Petro. Tính cho đến nay thì mình đã có được hơn 10 năm kinh nghiệm sử dụng AutoCAD trong học tập và trong làm việc. Tại vì là từ năm thứ ba đại học xây dựng mình đã bắt đầu nghiên cứu và sử dụng AutoCAD để làm các đồ án môn học cũng như là đồ án tốt nghiệp. Mình cũng có nhiều năm kinh nghiệm trong việc hướng dẫn các bạn sinh viên thực tập và các bạn kỹ sư mới làm việc tại công ty. Và bắt đầu 2016 mình bắt đầu sản xuất các khóa học online về AutoCAD, AutoCAD 2D, AutoCAD 3D và có phân phối trên các nền tảng học trực tuyến. Tính đến nay mình đã có rất hàng ngàn học viên tham gia các khóa học của mình. Đến đầu năm nay mình mới bắt đầu thi và lấy chứng chỉ AutoCAD, AutoCAD chuyên nghiệp do hãng AutoCAD cấp. Thì nói về cái chứng chỉ này, đây là cái chứng chỉ của mình. Mình thi vào tháng 2 năm 2020 đây. AutoCAD Certified Professional AutoCAD for Design Drafting. Thì đây là một cái chứng chỉ có giá trị trên toàn thế giới. Và ở Việt Nam thì các bạn cũng có thể thi để lấy cái chứng chỉ này. Lệ phí thi là đâu đó vào khoảng 7 triệu như thế này. Thì chứng chỉ này là cấp cao nhất dành cho người dùng cuối của các phần mềm Autodesk. Thì đây có rất nhiều các cái chứng chỉ của Autodesk. Ví dụ như là Revit Certified Professional, Revit for Mechanical, Electrical hay là Autodesk Civil này. Đó, Inventor Certified. Và ở đây là Autodesk Certified Professional. Thì như các bạn đã thấy là AutoCAD có rất nhiều cái phiên bản như AutoCAD Civil, AutoCAD Architecture, AutoCAD Plan, AutoCAD Mechanical. Và trong khoa học này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về AutoCAD phiên bản General, tức là dùng cho design, drafting, dùng cho tất cả các ngành khác nhau. Các bạn có thể verify cái chứng chỉ của mình như thế này. Tại vì là gần đây rất nhiều các cái bạn đào tạo khoa học online có thể làm giả cái chứng chỉ. Thì đây là cái chứng chỉ của mình. Đây, Chiến Đinh đây, tên mình là ngày 12 đây. Tôi sẽ click vào verify này. Đó. Thì đây, nó sẽ verification như thế này. Đó. Việc thi chứng chỉ này cũng có rất nhiều cái lợi ích. Từ đây vì sao các bạn cần trang bị chứng chỉ này. Đó. Hay là khi mà các chứng chỉ xong thì nó có lợi ích cho các doanh nghiệp của bạn khi mà các bạn đã hợp tác với nước ngoài. Khi mà các bạn sử dụng AutoCAD một thời gian, các bạn đã có theo khuyến nghị thì các bạn nên có hơn 400 giờ kinh nghiệm làm việc thì các bạn mới nên thi cái chứng chỉ này. Thì đó là về cái một vài cái thông tin về profile cho bản thân. Tiếp theo tôi sẽ đi vào cái phần đề cương của khóa học này, hay còn gọi là cái phần mục tiêu hay là cái phần nội dung của khóa học. Thì khóa học này sẽ bao gồm 11 chương. Tôi sẽ đi vào từ chương đầu tiên, đó là hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi vào cái phần làm quen với giao diện và hệ tọa độ trong AutoCAD 3D. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về các lệnh vẽ đối tượng 3D, hay đây là cái các lệnh vẽ đối tượng với 3D Solid. Và ngoài cách vẽ các đối tượng từ 3D Solid thì các bạn cũng có thể dựng các đối tượng 3D từ các cái hình 2D, từ cái hình profile 2D. Thì đây các lệnh mà chúng ta vẽ đối tượng 3D từ cái đối tượng 2D. Tiếp theo là sau khi các vẽ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các lệnh hiệu chỉnh cái đối tượng 3D Solid. Thì khi mà các bạn biết được các lệnh hiệu chỉnh 3D Solid này thì các bạn sẽ có rất nhiều cách dựng hình khác nhau. Đó, các bạn tự dựng hình từ các đối tượng 3D Solid, các bạn dựng hình từ 3D từ các đối tượng 2D, sau đó các bạn đi hiệu chỉnh các đối tượng. Các lệnh hiệu chỉnh này rất là hữu ích giúp cho các bạn là đưa ra được nhiều phương án dựng hình một cách hiệu quả và tối ưu. Tiếp theo chúng ta cũng sẽ đi tìm hiểu về các cái phép biến hình và dựng hình cho AutoCAD 3D, bao gồm những lệnh copy hay là lệnh move, lệnh mirror hay là các lệnh array như này. Và trong AutoCAD 3D thì có 3 loại đối tượng, đó là đối tượng mesh và đối tượng surface. Thì đây chúng ta sẽ có một chương dành về giới thiệu về cái đối tượng mesh model và cái đối tượng surface model như thế này. Đó, thì các bạn có thể model từ sử dụng các công cụ trong cái đối tượng surface hay là đối tượng mesh để sau đó chúng ta biến các đối tượng đó thành đối tượng 3D solid. Tiếp theo chúng ta cũng học về cách viết chữ và đo kích thước hay là gán vật liệu trong AutoCAD 3D. Việc gắn vật liệu nó cũng là một yêu cầu bắt buộc để các bạn có thể render hay là rendering hay là presentation, tức là các bạn có thể tạo ra các view hay là tạo ra cái file render cho cái đối tượng 3D solid của các bạn. Và phần cuối cùng trong khoa học này, chúng ta sẽ đi sử dụng mô hình 3D của bạn vừa tạo ra để xuất ra các bản vẽ 2D. Thì ở trong chương này chúng ta sẽ giới thiệu về các công cụ giúp chúng ta là từ bản vẽ cái mô hình 3D, các bạn có thể xuất ra được các bản vẽ hình chiếu 2D. Ví dụ như đây sẽ có các lệnh như là Zone View, Zone Probe hay là Plus Sort, hay là các cái sử dụng Session Panel hay là tạo các hình chiếu tự động trong layout từ cái mô hình 3D. Và cuối cùng là các bạn sẽ có biết thêm một cái lệnh mà giúp chúng ta có thể tính được cái thể tích và trọng tâm của khối 3D Solid hay là khối 3D rắn. Thì đó chính là cái phần nội dung của khóa học này. Thì trong quá trình học, nếu như các bạn có gặp thắc mắc hay là cần hỗ trợ thì các bạn có thể comment trên cái phần thảo luận của các bài học.
Ngoài ra thì các bạn cũng có thể, khi mà các bạn gặp cái vấn đề thì các bạn có thể gửi email cho mình kèm theo hình ảnh của cái vấn đề mà các bạn gặp phải. Ví dụ khi các bạn thực hiện lệnh lỗi chẳng hạn, thì các bạn phải chụp hình, chụp ảnh cái màn hình mà khi các bạn thực hiện và gửi email cho mình. Chứ để thực hiện cái phần chụp ảnh màn hình thì các bạn có thể rất nhiều cách để các bạn chụp ảnh màn hình. Tuy nhiên cách nhanh nhất các bạn có thể sử dụng công cụ snipping tool này của cái phần in đầu. Đó, các bạn kích vào đây, các bạn kích vào new này. Đó, và các bạn chỉ cần đưa quét vào màn hình như này thì đây sẽ là một cái ảnh, và sau đó các bạn paste dán vào cái phần email và các bạn gửi cho mình, thì mình sẽ biết được là vấn đề của các bạn đang gặp là như thế nào, thì mình sẽ dễ dàng là hỗ trợ hơn. Thì email liên hệ của mình là ngocchien.uca@gmail.com. Thì khi mà mình nhận được cái email của mình cũng sẽ thường xuyên kiểm tra về cái phần thảo luận trong các bài học, cũng như là mình sẽ thường xuyên kiểm tra cái email để có thể hỗ trợ các bạn một cách nhanh nhất. Cuối cùng là xin chúc các bạn là sẽ hoàn thành khóa học một cách nhanh và hiệu quả, và các bạn có thể áp dụng được các kiến thức học trong khóa học này để tiếp tục nghiên cứu và áp dụng vào trong công việc cũng như trong học tập của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học của khóa học. Chúc các bạn thành công.